lại xuất hiện hố tử thần giữa ngã tư, giao thông thành phố Hồ Chí Minh kẹt cứng. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. 9 giờ sáng ngày 20 tháng 5, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương khắc phục vụ sự cố sụp lún mặt đường nghiêm trọng tại giao lộ Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Ghi nhận tại hiện trường, hố tử thần này choán hết một phần bên trái đường Nguyễn Oanh theo hướng di chuyển từ ngã 6 Gò Vấp đi cầu vượt ngã tư Gà. Hố này có chiều dài 20m, sâu khoảng hơn 3m, hai bên thành hố khoét hàm ếch rộng. Hiện tại, phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức khắc phục sự cố. Việc xuất hiện hố tử thần gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Các tuyến đường Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị theo hai hướng đổ về ngã tư, xảy ra rối loạn giao thông. Hàng nghìn phương tiện phải xếp hàng dài để di chuyển. Người dân cho biết, đường phố quận Gò Vấp nhiều nơi đang quá tải nghiêm trọng. Bình thường giờ cao điểm đã ùn ứ xe, nên khi có sự cố về hạ tầng giao thông, tình hình lại càng căng thẳng, kẹt xe không lối thoát. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự của quận Gò Vấp có mặt tại khu vực từ rất sớm để điều tiết, phân luồng giao thông. Tuy nhiên lưu lượng phương tiện qua đây quá đông, gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân xuất hiện hố tử thần là do bể nát đường cống thoát nước trăm tuổi. Đường cống vòm bằng nhôm có đường kính 1,5m, lâu năm bị mục nát, vỡ tung khiến nước thoát ra, cuốn trôi đất đá trên mặt đường gây sụt lún. Chúng tôi đang tiến hành cố định địa chất xung quanh, thay thế đoạn ống nước bằng bê tông dài 20m, từng bước tái thiết lập lại mặt đường như cũ. Vị đại diện thông tin và cho biết trong sáng nay sẽ khắc phục xong sự cố. Ngã tư Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, quận Gò Vấp từng nhiều lần xảy ra tình trạng hố tử thần gây sụt lún liên quan đến hạng mục cống vòm thoát nước. Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng triển khai khắc phục theo phương án chắp vá, hư đâu sửa đó.